Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với cô gái Nhật Bản Chika đang sinh sống tại Việt Nam. Cách đây không lâu, cô đã không may gặp một tai nạn xe nhỏ trong quá trình đi phượt hết 63 tỉnh thành của mình và cô đã được người dân giúp đỡ vào bệnh viện địa phương để kiểm tra. Quá trình cụ thể cô cũng không thể quay lại được. Cô chỉ có thể quay lại hình ảnh lúc mình trong bệnh viện để kiểm tra, tình trạng của cô chỉ là nứt xương nhẹ và không bị gãy. Chika chia sẻ, các nhân viên trong bệnh viện mặc dù có một chút khó khăn trong giao tiếp đối với cô, nhưng họ vẫn rất lịch sự và làm việc rất cẩn thận và chăm chỉ. Bệnh viện cũng rất sạch sẽ. Vì cô không có bảo hiểm nên chi phí không được giảm nhiều. Chi phí khám bệnh và chụp X-quang là 330.000 Việt Nam đồng, tiền mua thuốc là 185.000 đồng và tiền mua băng gạc, thuốc khử trùng là 50.000 đồng. Tổng cộng cô hết 3.000 yên, khoảng 600.000 Việt Nam đồng. Lúc kể lại quá trình này thì cô đã bình phục và tiếp tục hành trình của mình. Trong quá trình cô di chuyển, Chika chia sẻ rằng gần đây trên báo đài Nhật Bản xuất hiện rất nhiều tin tức liên quan đến tội phạm là người Việt Nam tại Nhật Bản. Tuy nhiên, người Việt Nam rất tốt bụng và không phải ai cũng xấu vì ở đâu cũng có những người tốt bụng và những người kỳ lạ. Ở Việt Nam, tội phạm rất hiếm và cô luôn nhận được sự giúp đỡ của những người dân địa phương Việt Nam. Sau khi nghe cô gái kiên cường Chika chia sẻ những điều trên, thì rất nhiều netizen Nhật Bản đã bày tỏ sự ngạc nhiên với chi phí khám chữa bệnh, những hình ảnh về bệnh viện Việt Nam và đồng tình với Chika về sự tốt bụng của người Việt Nam. Cụ thể họ đã nói những gì thì Cơm Camera sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Chính xác là như vậy, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau ở Việt Nam đã ăn sâu vào máu và nó như một môn học đạo đức bắt buộc ở các cấp học. Khi tôi gặp rắc rối nào đó, mọi người từ đâu đến tụ tập xung quanh tôi. Chiều mùa hè năm ngoái, tôi đã giúp một cụ bà bị ngã gãy răng ở giữa Yoshiya, Tokyo. Chỉ có hai người đến giúp tôi, những người khác đều giả vờ như không nhìn thấy. Tôi nghĩ nếu là ở Việt Nam, mọi người sẽ tràn ngập khắp nơi như những thây ma vậy và tôi cảm thấy có phần cô đơn khi ở Nhật. Đúng vậy, ở Nhật tôi còn không có can đảm để hỏi đường. Nhưng ở Việt Nam, tôi chỉ cần đi bộ qua chợ với hành lý nặng và họ sẽ đưa tôi ra tận bến xe. Tại sao người Việt Nam lại tốt bụng như vậy? Điều đó thật tốt, bằng cách nào đó, tôi cảm thấy họ giống như sống trong những năm 40, mặc dù tôi không được sinh ra ở thời đó. Đúng vậy, tôi thấy ở Nhật ít người giúp đỡ nhau hơn ở Việt Nam. Từ lần đầu tiên khi tôi sống ở Việt Nam, tôi cảm thấy có rất nhiều người tốt bụng đã giúp đỡ tôi và sự giúp đỡ đến từ những người xa lạ là rất nhiều. Có một số người Việt Nam tại nơi làm việc của tôi và họ đều là những người rất tốt. Như Chika nói, ở mỗi quốc gia đều có những người tốt và người xấu. Vì vậy, tôi muốn đối xử với họ một cách không có thành kiến. Thật sự rất vui khi thấy Chika có thể tiếp tục chuyến đi bằng xe đạp của mình. Thật tốt khi người Việt Nam tử tế, đừng quá sức nhé. Ngoài ra, những chàng trai Việt Nam làm việc bán thời gian ở Nhật, tôi thấy một số tốt và một số thì kỳ lạ. Những cô gái Việt Nam thường ngoan, chu đáo và chăm chỉ hơn người Nhật. Mình đang băn khoăn không biết nếu đi chụp X-quang ở bệnh viện không có bảo hiểm và khám bệnh ở bệnh viện này chỉ mất khoảng 300.000 đồng thì đó là rẻ đến bất ngờ. Bạn bị nứt xương, vì vậy đừng quá sức và đi lại cẩn thận nhé. Tôi có thể hiểu được lòng tốt của người Việt Nam. Tôi mới đi một chuyến du lịch nhưng tôi có ấn tượng rằng tuy Việt Nam tiếp giáp với đất nước rộng lớn như Trung Quốc nhưng sự giản dị và nồng hậu của con người Việt Nam khác hẳn. Người dân Việt Nam rất tốt bụng, tôi đã được giúp đỡ rất nhiều lần. Tôi mừng vì tai nạn đã kết thúc và không có hậu quả nghiêm trọng. Đúng là tin tức trong nước về người Việt Nam là nhiều người xấu và không có hồi kết. Tôi nghĩ đúng là vẫn có nhiều người tử tế. Khuôn mặt tươi cười khi uống bia của Chika-san cho thấy cô ấy đã rất mau lành. Vì vậy, tôi mong vết thương của cô ấy mau chóng hồi phục. Tôi đã rất ngạc nhiên về việc bệnh viện địa phương ở Việt Nam đẹp như thế này. Tôi rất vui vì mọi người đều tốt bụng. Tôi nghe nói rằng Việt Nam rất tốt bụng. Một người Nhật Bản sống ở đó đã cho biết điều đó trên YouTube. Người Việt Nam rất gần gũi với người Nhật. Những khu vực có khí hậu ấm áp và nguồn nước ngọt dồi dào sẽ tạo ra những vụ mùa bội thu. Tôi rất ngạc nhiên về cách điều trị không tốn kém ở Việt Nam. Ngay cả khi bạn có bảo hiểm ở Nhật Bản, nếu bạn chụp X-quang và lấy thuốc, nó sẽ tốn hơn thế nhiều. Nếu bạn không có bảo hiểm, chi phí khám bệnh và thuốc men ở Nhật Bản tốn khoảng 10 lần số tiền đó. Thức ăn rất ngon và đó là một đất nước tuyệt vời. Mặc dù không có bảo hiểm, nhưng chi phí y tế rất nhẹ nhàng. Tôi đã có một chút ngạc nhiên, vì vậy tôi rất muốn dành cả đời ở Việt Nam. Bạn bảo trọng nhé! Khi tôi học tiểu học, trong sách giáo khoa đã nhắc tới miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam. Điều đó thật kỳ lạ, ngay cả đối với một đứa trẻ. Hơn 10 năm sau, khi bản tin Sài Gòn thất thủ được phát trên TV, tôi đã thốt lên trong lòng rằng một đất nước nhỏ đã chiến thắng một đất nước lớn sao? Điều này nằm ngoài ý thức hệ của tôi.
Gần 50 năm đã trôi qua kể từ đó, và khi tôi xem các video của Chika, tôi cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác vậy. Xin hãy tiếp tục đưa những tin về cuộc sống của người dân Việt Nam trên kênh này nhé. Tôi rất mong chờ nó. Họ thậm chí còn kiểm tra độ mềm mại của giường. Cho đến khi tôi thực sự đi du lịch đến Việt Nam, tôi cứ nghĩ mọi người đều khá lạnh lùng. Nhưng khi đến nơi, tôi cảm thấy có rất nhiều người tốt bụng. Cá nhân tôi nghĩ rằng mọi người ở Tokyo có thể lạnh lùng hơn ở Việt Nam. Nếu bạn hay kiểm tra độ mềm của giường mọi lúc, bạn sẽ nảy sinh một nỗi ám ảnh rằng bạn phải làm điều đó. Cá nhân tôi cũng cảm thấy rằng có nhiều người lạnh lùng hơn ở Tokyo. Tai nạn có vẻ khá nghiêm trọng, thậm chí đã làm bạn bị nứt xương, nhưng tôi rất vui vì bạn đã có thể bắt đầu lại. Ở Việt Nam, ngay cả khi không có bảo hiểm, phí khám sức khỏe là 3.000 yên, rất rẻ. Đó là giá điều trị đã có bảo hiểm ở Nhật Bản. Đúng như Chika đã nói, gần đây, nhiều công ty tôi làm việc đã thuê người Việt Nam và theo những gì tôi nghe được, họ sống đạm bạc với mức lương ít ỏi, khoảng 100.000 yên và phần lớn tiền lương của họ đều gửi về cho gia đình. Có rất nhiều người Việt Nam chăm chỉ và làm việc nghiêm túc, tội phạm rất hiếm gặp. Tất cả các món ăn Việt Nam đều ngon, tôi rất muốn ăn ở Việt Nam, không phải ở Nhật Bản. Chi phí y tế rẻ hơn so với Nhật Bản. Tại Nhật Bản, chỉ riêng phí tư vấn khám bệnh ban đầu đã là hơn 3.000 yên, ngay cả khi bạn có bảo hiểm y tế, nếu không có thì có thể lên đến 5.000 yên. Chi phí y tế rẻ một cách đáng kinh ngạc, ngang bằng với đã có bảo hiểm y tế ở Nhật Bản. Chi phí y tế cao khiến mọi người lo lắng khi nghe bác sĩ khám bệnh. Khi đi du lịch nước ngoài, tôi mua bảo hiểm phí nhân thọ. Ở Việt Nam không có loại bảo hiểm này sao? Nếu không có, vậy bạn có phải trả tiền sửa chữa chiếc xe đạp không? Chi phí y tế 3.000 yên là rẻ. Ở Thái Lan, nó chắc chắn sẽ có giá dưới 10.000 yên. Sự gia tăng tội phạm người Việt Nam trước hết là do số lượng người Việt Nam sang Nhật Bản gia tăng và một phần do các đối tượng mua giới của người Việt Nam. Sẽ thật tuyệt nếu có thể cung cấp một môi trường thoải mái hơn cho sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài. Dù bằng cách nào, đừng quá sức và cố gắng hết sức mình nhé. Tôi ủng hộ bạn từ Thái Lan. Xin chúc mừng bạn đã có thể hoạt động trở lại. Tôi thực sự rất ấn tượng với việc không xuất hiện những lời giải thích thừa thãi, có những đoạn cắt khi bạn nói chuyện. Tôi hiểu người Việt Nam tử tế, nhưng nghe nói ở Nhật còn nhiều tội phạm người Việt. Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể cho tôi biết người Việt Nam thuộc dân tộc nào. Kiến thức là thứ duy nhất không bao giờ lãng phí. Vì vậy, hãy lái xe bên lề để an toàn nhé. Cảm ơn bạn, tôi đã đi du lịch với nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi không phải là người có đủ kiến thức để nói cho bạn biết dân tộc Việt Nam là dân tộc nào. Vì vậy, tôi sẽ hỏi một người nào đó chuyên về nó vào một ngày nào đó nhé. Đó là một vài bình luận của netizen Nhật Bản sau khi xem xong video của cô gái Nhật Bản Chika đang sinh sống tại Việt Nam. Rất nhiều người đã thể hiện sự quan tâm và gửi tiền ủng hộ đến cô gái và mong cô mau khỏe để tiếp tục cuộc hành trình khám phá Việt Nam của mình. Chika quả là một cô gái mạnh mẽ khi thực hiện những chuyến đi đầy thú vị khắp các vùng miền Việt Nam. Từ những bình luận chúng ta có thể thấy, nhiều người Nhật Bản vẫn rất tích cực khi nghĩ về người Việt Nam, mặc dù tại Nhật Bản có nhiều tội phạm là người Việt. Hy vọng rằng người Việt Nam chúng ta luôn giữ được sự lương thiện và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.